Sự cố CrowdStrike bí ẩn đằng sau chưa được tiết lộ, liệu có liên quan đến cựu Tổng thống Trump? Tác giả Thiên Bảo. Nội dung video đến từ nghiên cứu độc lập của tác giả. Một sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành vào hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 7. Với việc các hãng hàng không phải tạm dừng các chuyến bay, một số đài phát thanh, truyền hình không hoạt động và mọi thứ từ ngân hàng đến chăm sóc sức khỏe đều gặp phải các vấn đề của hệ thống. Nói một cách dễ hiểu thì sự cố này liên quan đến hệ điều hành Windows của Microsoft, dường như bắt nguồn từ công ty phần mềm an ninh mạng CrowdStrike. Nó tạo ra hiện tượng màn hình xanh chết chóc BSOD trên các máy chủ Windows. Thuật ngữ màn hình xanh chết chóc thường được sử dụng để mô tả sự cố hệ thống trên hệ điều hành Windows của Microsoft. Sự cố CrowdStrike lần này được các chuyên gia chỉ ra là thảm họa tương đương với sự cố Y2K mà con người đã từng đề cập trong lịch sử. Không còn quá sớm để nói rằng đây sẽ là sự cố của thế kỷ, bởi vì tác hại theo sau của nó là cực kỳ lớn. Điều người ta biết về công ty CrowdStrike. CrowdStrike là một trong những hãng an ninh mạng lớn nhất thế giới với sản phẩm lõi là phần mềm chống tin tặc Falcon. Phần mềm này được phép can thiệp đến cấp độ sâu nhất của một hệ thống máy tính để có thể phát hiện và xử lý nguy cơ tấn công trong hạ tầng mạng của doanh nghiệp. Công ty này chiếm đến 14,74% thị phần toàn cầu về phần mềm bảo mật, chỉ đứng sau Microsoft với 40,16% thị phần. Theo Bloomberg, các chuyên gia an ninh mạng và pháp lý đều khẳng định CrowdStrike chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều đơn kiện, đòi bồi thường hoặc các dạng hình phạt khác. Tuy nhiên, vấn đề xác định bên nào phải bồi thường và theo hình thức nào vẫn rất phức tạp do sự cố tác động đến quá nhiều ngành nghề. Tầm vóc của CrowdStrike cùng với những điều chưa ai biết về nó. Được thành lập vào năm 2011, CrowdStrike đã nhanh chóng vươn lên trở thành một công ty lớn trong ngành an ninh mạng. Hiện nay, công ty cung cấp phần mềm và dịch vụ cho 29.000 khách hàng doanh nghiệp, là công ty bảo mật mạng nổi tiếng, sở hữu danh sách khách hàng khủng với gần 60% các công ty Fortune 500. CrowdStrike có mặt tại hầu hết các công ty dịch vụ tài chính, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, dịch vụ hàng đầu thế giới. Vào cuối năm 2023, CrowdStrike đã đạt được 14,74% thị phần doanh thu toàn cầu từ việc bán phần mềm bảo mật, tương đương với 2,01 tỷ đô la. Điều này xếp CrowdStrike ở vị trí thứ hai sau Microsoft. Công ty dẫn đầu thị trường với 40,16% thị phần và doanh thu đạt 5,49 tỷ đô la trong năm ngoái. Đó là những gì một người thông thường biết về CrowdStrike, còn những điều mà người ta chưa biết sẽ khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Trump nói, Hillary Clinton đã trả tiền cho CrowdStrike và đảng Dân Chủ. Vâng, người ta nói rất nhiều điều liên quan đến Ukraine. Thật là thú vị. Ủy ban Quốc gia Dân Chủ DNC có một cái máy chủ. Cá nhân tôi vẫn muốn xem máy chủ đó. Mọi người biết đấy, FBI chưa bao giờ có được máy chủ đó. Đó là một phần quan trọng của toàn bộ sự việc tại sao họ lại giao nó cho một công ty Ukraine. Đó thực sự là những gì mà tôi đã hỏi trong cuộc gọi của mình. Chính xác là chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng tham nhũng. Chúng tôi đang tìm kiếm lý do tại sao đất nước của chúng ta cứ phải đổ hàng trăm hàng triệu đô la cho các quốc gia có loại tham nhũng như thế này. Thứ nhất, CrowdStrike là một thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. CrowdStrike là thành viên thường xuyên tham gia các hội nghị của diễn đàn này với mục đích quảng bá công nghệ và dịch vụ về bảo mật, đồng thời tạo tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Thứ hai, BlackRock là nhà đầu tư lớn của CrowdStrike. BlackRock cũng là nhà tài trợ cho tay súng Cruz. CrowdStrike chính là công ty mạng mà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ thuê để che giấu vụ rò rỉ WikiLeaks liên quan đến sự cố rò rỉ email của Hillary. Sự cố này dường như có thể khiến bà Hillary Clinton phải vào tù. Tuy nhiên, với sự cộng tác của CrowdStrike, hành động phạm pháp của bà Hillary lại được che giấu bằng kết luận chính phủ Nga đã xâm nhập hòm mail điện tử của bà Hillary. Điều khó hiểu ở đây là, lúc bấy giờ, đảng Dân Chủ đã hoàn toàn từ chối trao quyền cho FBI điều tra máy chủ của bà Hillary, nhưng lại trao quyền cho CrowdStrike để tham gia vào điều tra và đưa ra kết luận. Tổng thống Trump đương thời đã yêu cầu điều tra CrowdStrike liên quan đến những trò gian lận ở Ukraine vào tháng 11 năm 2019.
Nếu bạn là một người thực sự quan tâm về chính trường Mỹ, về sự giằng co giữa cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc thông đồng Nga và cuộc chiến pháp lý liên quan máy chủ email của Hillary, chắc hẳn bạn sẽ không quên những sự kiện này. Kế đến, chúng ta hãy đi thêm vào phân tích kỹ thuật. Phân tích từ chuyên gia ở góc độ kỹ thuật. Cùng ngày, đã xuất hiện một phân tích khá thú vị từ một chuyên gia trong ngành. Bản phân tích này được đưa ra từ trước khi có kết luận chính thức của hãng bảo mật CrowdStrike. Và ở một góc độ người phổ thông, chắc chắn sẽ không có cơ hội biết được nó. Bởi vì hãng CrowdStrike sẽ không bao giờ công bố ra những thông tin này. Một kỹ sư công nghệ có tên Jacques Voorhees đã đưa ra phân tích cá nhân về sự cố này sau khi thực hiện quá trình dịch ngược mã nguồn của phần mềm và bằng kỹ thuật phân tích mã máy Assembly. Jacques Voorhees đã có kết luận khá thú vị. Đó là con trỏ nun từ vùng nhớ không an toàn của ngôn ngữ C++. Vì tôi là một lập trình viên C++, hãy để tôi giải mã dump stack trace này cho bạn. Bộ nhớ trong máy tính của bạn được sắp xếp như một mảng số khổng lồ. Chúng tôi biểu diễn những con số này ở đây dưới dạng thập lục phân, tức là hệ cơ số 16 thập lục phân vì dễ làm việc hơn. Có một vấn đề với vùng nhớ này nhé. Máy tính đã cố gắng đọc địa chỉ vùng nhớ có địa chỉ 0x9C hay còn gọi là 156. Nó giống như số nhà vậy. Tại sao lại gọi đây là chuyện tệ hại? Đây là vùng bộ nhớ không hợp lệ đối với bất kỳ chương trình nào. Bất kỳ chương trình nào cố gắng đọc từ vùng này sẽ bị Windows giết ngay lập tức. Thuật ngữ chuyên ngành gọi là kill process. Vậy tại sao phần mềm này lại cố gắng truy cập địa chỉ bộ nhớ 0x9C? Vâng, bởi vì đó là một lỗi lập trình. Hóa ra là C++, ngôn ngữ mà CrowdStrike đang sử dụng, thích sử dụng địa chỉ 00 làm giá trị đặc biệt để có nghĩa là không có gì ở đây, null value. Đừng cố truy cập vào nó, nếu không chương trình sẽ bị hủy. Vâng, nghe qua thì đơn giản, nhưng vào chi tiết lại khó hiểu đúng không? Trong giới lập trình viên, có nhiều người đã bình luận rằng làm sao mà những dòng code này có thể qua được bước kiểm định QC? Để tôi giải thích thêm ở một góc độ của một người trong ngành về đoạn đường mà một đoạn mã thế này được phân phối tới tay người dùng cuối, end user. Bởi vì đây thực sự là một lỗi lập trình ngu ngốc, đoạn mã này cho phép chương trình truy cập vào vùng cấm trong bộ nhớ memory. Nó cũng như việc bạn đang lên chợ tốt rào bán một căn nhà của Bộ Quốc phòng vậy. Người tạo ra nó thậm chí không thể được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn như CrowdStrike. Và người nào phê duyệt cho đoạn mã nguồn này được gọi là giám đốc kỹ thuật, có thể là Technical Manager hoặc là Tech Lead nhưng không phải CTO. Người nào phê duyệt cho đoạn mã này đi vào phiên bản staging của công ty đã có thể xách ba lô đi khỏi công ty. Chưa hết, đó mới là ở bước staging. Những đoạn mã thế này sẽ đi qua một quá trình kiểm thử QC trong thời gian tương đối lâu rồi mới được phân phối ra thành phiên bản cập nhật cho phần mềm Live Production. Vậy là một lỗi ngớ ngẩn như vậy lại có thể đi qua nhiều bước để đến tay người dùng cuối và trở thành một thảm họa cho ngành công nghiệp của thế giới. Nói tới đây, bạn có thể thấy có điều gì bất thường hay không? Nếu các bạn có suy nghĩ, làm sao để tôi chứng minh những điều này là sự thật? Làm sao hiểu được mức độ tin cậy của những thông tin này? Bởi vì bản thân tác giả Thiên Bảo cũng là một lập trình viên. Trong quá khứ, tôi từng làm việc với C++ trong 2 năm và tôi cũng đã có vài lần dịch ngược mã assembly cho một vài việc nào đấy. Do đó, tôi thực sự hiểu vấn đề ở đây là gì. Tôi có từng làm những video phân tích về sự cố như của đồ Missy, sự cố hack máy chủ Linux. Quý khán thính giả có thể xem lại những video của tôi trong phần bình luận. Quý khán giả sẽ không thấy những phân tích tương tự ở trong các kênh khác, bởi vì mức độ của sự việc này là tương đối lớn. Do đó, tôi chủ đích đăng video này trên kênh Tinh Hoa TV. Thời điểm xảy ra sự cố, nhạy cảm và chính xác đến từng nanomet. Sau khi các bạn xem qua phân tích kỹ thuật, có lẽ khiến các bạn nảy sinh ra thêm nhiều câu hỏi. Rất nhiều người tin rằng những hậu quả thế này là do văn hóa thức tỉnh, tiêu chuẩn DEI bị chi phối bởi văn hóa thức tỉnh đã gây xói mòn sâu sắc đến tiêu chuẩn công nghiệp và chất lượng lớp lao động trẻ ngày nay. Nó khiến cho một loạt thảm họa đã xảy ra trong quá trình gần đây. Tỷ phú Elon Musk cũng đã đăng trên X tấm hình châm biếm về sự cố này. Cách nhìn này là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, theo nhìn nhận cá nhân tôi, có sự việc sâu xa hơn đằng sau sự cố này. Mà có lẽ nó cũng chính là dấu hiệu cho chúng ta thấy một loạt sự thay đổi lớn sẽ xảy ra trên thế giới, mà tiêu điểm chính là nước Mỹ và cuộc bầu cử sắp tới. Sự cố CrowdStrike xảy ra tầm một tuần sau sự việc cựu Tổng thống Trump bị ám sát hộp ở thành phố Butler, bang Pennsylvania chiều ngày 13 tháng 7. Sự kiện sát thủ 20 tuổi ám sát ông Trump
cũng có rất nhiều điều khuất tất trong đó. Sau ngày 14 tháng 7 giờ Việt Nam, rất nhiều trang truyền thông Việt Nam cũng đăng tin về thân thế của nghi phạm Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi. Có thể có nhiều người đã xem qua chi tiết này. Cruz là một đứa trẻ không có gì quá đặc biệt, và nhất là về bộ môn bắn súng. Cậu ta bắn súng kém đến nỗi đã bị loại khỏi câu lạc bộ xạ thủ của trường đại học. Kể đến, khẩu súng mà cậu dùng không phải là súng bắn tỉa chuyên dụng, đó là một khẩu súng phòng vệ dân dụng AR-15 phổ thông do cậu ăn cắp từ cha. Thứ ba, hoàn cảnh khai hỏa của Cruz lại vô cùng thiếu lý tưởng. Cruz phải ngắm bắn Donald Trump trong hoàn cảnh nhiễu loạn khá lớn. Lúc mà hắn nhắm bắn ông Trump, đã có một đám đông la hét ầm ĩ để báo động về sự xuất hiện của Cruz. Đồng thời đã có một đặc vụ lên tòa nhà tiếp cận hắn, và Cruz chỉ súng về phía người cảnh sát này để đe dọa và đuổi người đặc vụ này lùi xuống. Điều đó nói lên rằng Cruz thực hiện cú bắn trong hoàn cảnh rất vội vã và đầy bất lợi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Cruz có thể thực hiện một cú headshot theo đúng tiêu chuẩn của một cảnh sát bắn tỉa, hạ gục mục tiêu chỉ bằng một viên đạn. Thực ra viên đạn này đã nhắm chính xác mục tiêu, nó hoàn toàn không bắn trượt. Chỉ là lúc đấy có một sự ngẫu nhiên khi cựu Tổng thống Trump nhìn qua bản biểu đồ người nhập cư trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Cú xoay đầu trong tích tắc này đã cứu thoát cựu Tổng thống Trump. Trong ngày 20 tháng 7, hai ngày sau sự cố CrowdStrike, có một cuộc điều tra chỉ ra rằng không chỉ một mà có tới 3 tay súng tham gia vào việc ám sát cựu Tổng thống Trump. The former president was standing on that stage and it had a clear line of sight to the former president. Federal law enforcement sources tell Fox that while crooks snuck up on that roof, a Butler Township Emergency Services Unit sniper team was looking out of the windows of that same building. Điều đó đồng nghĩa là Cross chỉ là con bù nhìn nhằm đánh lạc hướng dư luận, có một kế hoạch tỉ mỉ đằng sau sự việc này. Và việc cựu Tổng thống Trump thoát nạn đơn giản chỉ là một phép màu. Vì sao nói như vậy? Bởi vì lúc này Trump đã là một con cá nằm trong rọ. Kế hoạch này đã được lên kịch bản hoàn hảo không kẽ hở. Chỉ chờ lúc cựu Tổng thống Trump chết là những kẻ chủ mưu sẽ khởi động một bộ máy truyền thông đằng sau đó để đưa sự việc này vào quên lãng. Cũng giống như Kennedy, Trump chết vì một tay súng cực đoan, thực hiện kế hoạch đơn độc và không có gì hơn. Điều này nói lên rằng, người đứng đằng sau dàn dựng vụ ám sát có thể là một thế lực có thể điều khiển bộ máy an ninh, truyền thông và cả thao túng các chính trị gia. Đây chính là một ván đặt cược không kế hoạch dự phòng hoặc là đường lui, tiếng Việt gọi là chơi tất tay, all in. Và lý do gì mà nhóm người này phải ra tay ám sát cựu Tổng thống Trump? Thực ra, ưu tiên hàng đầu chính là dùng hai thứ để loại bỏ ông Trump. Như vậy sẽ nhẹ nhàng và an toàn hơn. Đầu tiên là dùng hệ thống tư pháp để bỏ tù và loại bỏ tư cách ứng viên tổng thống của Trump. Thứ hai chính là phiếu bầu để loại bỏ ông Trump khỏi vị trí tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, hai cách này đều đã phá sản. Tòa án đã phán quyết có lợi cho Trump. Sau đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật loại bỏ việc bỏ phiếu qua thư. Có tới 20 nghị sĩ đảng Dân Chủ đã phản đối nghị quyết này. Như vậy, cuộc bỏ phiếu năm 2024 sẽ loại bỏ hoàn toàn cách bỏ phiếu qua thư, nghĩa là đảng Dân Chủ hoặc bất kỳ ai cũng sẽ không thể ăn cắp phiếu bầu được nữa. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chỉ một cú xoay đầu của ông Trump đã đưa toàn bộ kế hoạch của họ đi vào mớ hỗn độn. Theo suy nghĩ của tôi, những tay súng ẩn mình đằng sau sự việc này có lẽ cũng đã bị cho tan biến thành tro bụi. Họ đã không thành công thì sau này sẽ không có ai có thể tìm ra tung tích của họ. Như vậy, rốt cuộc sự cố CrowdStrike có liên quan gì trong sự việc này? Đây chính là nói cho chúng ta biết, có một sự phản công mạnh mẽ từ nhóm người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Bằng cách nào đó, họ có thể tạo ra những sự cố chết người như thế này trong hệ thống của đối thủ. Có thể họ đã có người bên trong hệ thống, hoặc họ đã hoàn toàn kiểm soát được chuỗi cung ứng công nghệ cho các công ty sân sau của đảng Dân Chủ, hoặc họ đã hack được vào những hệ thống này từ lâu. Cùng thời điểm xảy ra sự cố CrowdStrike, chính trường Mỹ đã liên tiếp đón nhận nhiều thông tin giật gân. Ủy ban đảng Dân Chủ đã hoãn đề cử đương kim Tổng thống Biden làm ứng viên Tổng thống năm 2024. Và Tổng thống Biden cũng đồng ý rút khỏi cuộc đua vào nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ năm 2024. Vậy, CrowdStrike có ý nghĩa gì? Đây chính là cú đánh mạnh vào chuỗi cung ứng của lực lượng đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump. Có thể những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã cảm thấy rất tức giận và họ đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch này từ lâu. Vấn đề chỉ là thời gian để thực hiện sự việc này. Họ cần một thời điểm thích hợp để họ phản công. Lý do họ không thực hiện sớm hơn hay trễ hơn là để cho phe đối lập không có thời gian chuẩn bị. Nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Dân Chủ trở nên bất khả thi.
và điều quan trọng trên hết là phá bỏ các cơ quan bí mật đang âm thầm hỗ trợ đảng Dân Chủ kiểm soát quyền lực của chính phủ Mỹ. Đích đến chính là mở rộng hết cỡ con đường cho cựu Tổng thống Donald Trump dọn sạch đầm lầy Washington như ông đã từng cam kết. Điều đó có hai ý nghĩa. Sự việc này sẽ khiến cho công ty CrowdStrike do nhà Clinton nâng đỡ và cũng là công ty sân sau giúp cho bà Hillary thoát khỏi án tù trong sự cố rò rỉ máy chủ email đi vào con đường sụp đổ như Yahoo trước đây, thậm chí là còn nhanh hơn nhiều lần so với Yahoo. Đây chính là cắt đứt chuỗi cung ứng trong vòng tròn lợi ích những cá nhân có liên hệ mật thiết với bà Hillary và đảng Dân Chủ Mỹ. Điều thứ hai là sự việc này đã xảy ra một lần thì có thể xảy ra thêm nhiều lần. Nó có tính đe dọa đối với phe nhóm những người lên kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Trump. Sẽ rất khó nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể nói, đây là một màn đấu trí của những bộ não ưu việt nhất trên thế giới. Tương lai có thể sẽ phát sinh thêm nhiều sự việc đáng kinh ngạc hơn nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một điều khó hiểu lớn nhất mà trong video này không thể giải thích cho quý vị khán giả. Đó là làm sao mà phe nhóm đối lập của cựu Tổng thống Donald Trump lại có thể sai khiến thanh niên Thomas Crooks ám sát Donald Trump và biến cậu ta thành một phần kế hoạch chính xác như thể một chiếc bánh răng của cả cỗ máy phức tạp. Làm sao cậu ta có thể đến đúng thời gian, địa điểm và thực hiện phát bắn đúng lúc đồng bộ cùng những sát thủ giống mặt khác? Điều này quả thực rất phức tạp, bản thân tôi cũng khó có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng được. Tuy nhiên, tôi sẽ có một video khác để giải thích về sự việc này. Nhưng tôi cũng không dám chắc chắn rằng câu trả lời của tôi sẽ làm hài lòng tất cả quý vị khán giả. Và mời mọi người hãy cùng đón xem video kỳ sau, chương trình kiểm soát tâm trí là gì?